Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là em đi công viên thấy mát mát, cái đi ra công viên đứng đứng nè, mà hôm nay là báo trời mưa đá nè, trời có mưa đá. Một chút có gì nữa mình quay cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã trở lại kênh Tuyết Minh Family Cuộc Sống Mỹ. Cục này dặn ra này nhỏ đó, còn nhỏ đó cả nhà. Cục oh my god. Nè, cái cục đá nè. Có cục bự hơn nữa. Em mình đứng ở trong nhà nó dâng xuống nó tan còn nhiêu đây nè. Đó, bữa nay mưa đá là nhiều đó. Đó. Mưa đá này cả nhà. Nó như là cục đá vậy, nó rớt trắng giả xuống đây hết trơn luôn. Tiêu hết rồi, xe cộ tiêu hết luôn rồi. Đang nắng nóng như vậy nè, giữa trưa luôn rồi mưa đá ầm ầm luôn vậy, chỉ có tiểu bang tích thịt này là như vậy thôi. Ở nhà lúc mưa lúc nắng đó, nó rớt xuống cái là nó tan hết rồi nè, nó là bây giờ nó là trắng trắng như thế này nè đó, cục đá bằng ngón tay đá bằng cánh tay luôn, bây giờ nó tan xuống này, rớt xuống là tan đó. Dông gió mưa đá tiêu chiếc xe rồi, chiếc xe nó rớt xuống là tan hết rồi, còn chắc chắn nhỏ nhỏ là tan hết, nguy trang như cục đá, còn mấy đó là chưa tan chắc chắn cả nhà. Mưa mà rớt xuống bọt bọt luôn mà nghe thấy ghê luôn, ở ngoài là nó rớt khủng ngầu luôn. Mưa đá đó ông bà cô chú, anh này định đó hả, mặc áo cho mình đi ra ngoài á, ở ngoài á, ngoài mưa đá mưa quá trời lớn luôn đó bà cô chú. Rồi bây giờ mặc áo, kiếm được cái áo mặc vô thì trời đã tạnh rồi cô chú ơi. Bây giờ ngồi ở đây ăn nè, ăn chip nè, nhìn con gấu nhỏ của ông bà cô chú nè, gấu nhỏ thấy mưa đá mê quá trời luôn bà cô chú ơi.